Xin chào cả nhà nha. Hôm nay An giới thiệu tới cả nhà một sản phẩm nữa, thần tài lấy lộc nha cả nhà nha. Thần tài nha cả nhà. Tết đến rồi, mình mua một ông, mình thỉnh á, còn gọi là mình thỉnh á, chứ không dùng từ mình mua đâu. Mình thỉnh một ông về, mình lì xì cho cha, cho mẹ, cho ông bà cháu nha. Thần tài đây, sắc sảo chưa, đẹp chưa. Mình có thể để ở chỗ ông thần tài của mình nè, chỗ ông địa ông thần tài đó mọi người, để trong ví nè, trong cặp nè, để có may mắn nha. Đó, sắc chưa, đẹp chưa. Chân ở bàn thờ, Tết đi vĩnh bài á, bỏ trong ví để có may mắn. Nói đùa cho vui vậy thôi. Thỉnh một ông về để cho có lộc nha mọi người. Rất là đẹp nha. Lì xì cho người thân nha mọi người nha. Lì xì cho người thân là một ông thần tài bằng vàng nano. Rất là đẹp, rất là sắc sảo. Mọi người đến shop mua một ông mà được giá sỉ nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.